Bạn này có một cái bình luận em nhuộm trước xong mới uốn có sao không anh, kiểu để màu lên đều trên tóc ấy ạ. Thì đây là một cái hiểu nhầm, chỉ có những người thợ lon tay nghề sợ rằng khi mà mình uốn xong ấy rồi mình nhuộm ấy thì cái sóng tóc nó bị duỗi ra ấy, sợ rằng nó sẽ mất cái tóc uốn ấy. Chính vì thế mà người ta thường là người ta nhuộm trước sau đó mà người ta mới uốn. Nhưng mà khi mà nhuộm xong ấy thì mới uốn ấy thì cái thuốc uốn nó vào tóc ấy, nó sẽ làm nó phá cái liên kết tóc, nó mở cái biểu bì tóc ra. Đấy, nó tái tạo ra cái liên kết tóc mới, thì sau khi nó mở biểu bì ra thì cái màu tóc nó sẽ không còn được đậm đà như cũ nữa. Cái tóc của mình mới nhuộm ấy, cái màu tóc nó sẽ đậm đà, còn khi nó phai ra thì nó sẽ bị nhạt đi. Chính vì thế mà khi mà mình uốn tóc vào, mình nhuộm xong rồi mình uốn ấy thì cái màu tóc nó sẽ bị bạc, bị phai đi, bị hao hụt hạt màu đi, làm cho cái màu của mình nó không còn được đẹp nữa, không hoặc là cũng có thể là cái màu nó sẽ bị loang lổ. Đấy, chính vì thế là đó là một cái hiểu nhầm nhá. Cũng như mình xây nhà vậy, bọn em phải xây nhà xong thì bọn em mới sơn nhà. Chính vì thế cái bước sơn nhà là cái bước cuối cùng. Thì anh trả lời trong cái comment này của em ấy, thì em đi uốn đi, sau đó là em mới nhuộm thì cái màu tóc của em nó mới được đẹp và được bền nhá. Đấy, chứ không phải là mình nhuộm xong rồi mình mới uốn để cho đều màu đi nhá, không có cái chuyện đấy. Cái chuyện đấy chỉ là làm, gọi là làm kiểu kiểu chộp giật thôi, còn đúng quy trình của nó là em phải uốn xong sau đó em mới nhuộm thì cái tóc của em nó mới đẹp. Đấy, kể cả nó có hơi duỗi sóng ra một chút ý, thì mình vẫn chấp nhận về đấy, bởi vì cái nhuộm nó rất là quan trọng. Nếu như để lựa chọn một trong hai, ví dụ như bọn em chỉ được chọn một trong hai ý, để làm thay đổi bản thân mình ý, ví dụ như uốn và nhuộm, thì bọn em nên chọn nhuộm, bởi vì nhuộm nó sẽ thay đổi nhiều hơn nhá. Đấy, chính vì thế mà cái tầm quan trọng của nhuộm tóc nó rất là quan trọng. Đấy, anh tư vấn thế thì em tham khảo thêm nhé. Cảm ơn em.